Chào mừng quý anh chị và bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kim Motul. Ở clip hôm nay thì em sẽ có một cái video nhanh nói về cái mẫu sản phẩm X-Line V20 đến từ thương hiệu GTR Việt Nam. Thì ở những clip trước thì bên em cũng đã có những cái video khui hộp chi tiết về những cái mẫu sản phẩm này rồi. Thì ở clip này thì em sẽ chỉ làm một cái video nhanh về cái mẫu sản phẩm X-Line V20 phiên bản mới của năm 2022. Thì em này nó được gọi là X-Line V20 New các bác nhé. Thì hiện tại ở đây thì em đang bày mấy cái hộp ở đây, thì trong đó nó có cả X-Line V20 New và X-Line V20 Laser New. Đó, thì ở hai cái sản phẩm này thì cũng đã có khá nhiều các cái kênh nói về hai cái sản phẩm này rồi. Thì kênh của em cũng đã có những cái video khui hộp đánh giá chi tiết cũng như là test cái phần ánh sáng chi tiết rồi. Thì video hôm nay thì em sẽ chỉ nhấn mạnh một số các cái điểm mới ở trên cái sản phẩm này, và cũng như là em sẽ test nhanh cái phần ánh sáng thực tế. Thì có rất nhiều các khách hàng có gọi điện cũng như là inbox trực tiếp với em hỏi là giữa hai cái dòng X-Line V20 thường và X-Line V20 Laser thì nên chọn loại nào. Thì theo quan điểm cá nhân của em, nói chung là nó tùy vào cái mức độ tài chính của chúng ta muốn đầu tư. Nếu như chúng ta có một chiếc xe hơi mà chúng ta muốn tăng sáng để ánh sáng nó đẹp và nó thỏa mãn được với cái nhu cầu của mình, thì chúng ta có thể đầu tư một là V20 thường, thì nó sẽ là phân khúc giá rẻ hơn và cao cấp hơn một xíu, thì nó sẽ chính là MX-Line V20 Laser. Còn giữa cái phân khúc là V20 thường và V20 Laser, nếu như ở điều kiện bình thường thì hầu như nó cũng không có gì khác biệt cho lắm. Còn ở một số các cái điều kiện thời tiết cực đoan thì cái MX-Line V20 Laser thì nó sẽ chiếm một cái ưu thế vượt trội hơn là cái mẫu X-Line V20. Thì nó là điều đương nhiên rồi, bởi vì cái phân khúc của MV20 thường nó sẽ rẻ hơn là MV20 Laser. Và bây giờ là em sẽ đi chi tiết cái phần hộp của cái MX-Line V20 New phiên bản 2022 này. Thì ở cái phiên bản mới này thì người ta đã cải tiến và thiết kế cái hộp nó sẽ đẹp bắt mắt hơn, nhìn nó trẻ trung hơn những cái phiên bản trước một xíu. Và ở đây thì trên tay em đang cầm nó chính là một cái hộp X-Line V20. Thì thông số kỹ thuật của những cái phiên bản X-Line V20 này thì nó đều tương tự như nhau thôi. Thì ở đây họ ghi là chế độ cốt pha thì nó là 60/55W, thời gian bảo hành là 36 tháng, giải màu nó là 5500 kV, chip LED 6+3 và giải điện áp là 12V. Ở đây thì năm nay thì họ đã làm thêm một cái tem năng lượng ở đây, Excel Vision ở đây đó. Thì ở đây nó có những cái thang tiêu chí là đánh sao ở đây đó. Thì ở bên này thì nó sẽ là cái mục V20 Laser. Thì thông số kỹ thuật nó cũng đều giống nhau thôi. Ở trên hộp thì họ cũng sẽ in cho chúng ta một số các cái phần program để chúng ta có thể biết được đó, những cái phần thông số ở đây. Thì cái này chúng ta cũng không quan tâm và để ý cho lắm, chủ yếu là chúng ta sẽ quan tâm và để ý đến cái nhân vật chính của chúng ta ở trong này. Thì cái cách đóng hộp của những cái sản phẩm V20 thường và V20 Laser thì nó sẽ là giống nhau các bác nhé. Đó, thì ở đây thì ở đây họ đánh dấu tích vào cái mục là V20 Laser đó, để chúng ta có thể nhìn vào cái hộp, chúng ta có thể là nhặt được đúng mã của sản phẩm thường hay là Laser, nó chỉ có thế thôi. Và ở bên trong này thì chúng ta sẽ nhận thấy một cái sự khác nhau, nó là MV20 Laser nó sẽ có cái màu vàng gold và MV20 thường thì nó sẽ là màu bạc, luôn luôn là như vậy từ trước đến nay. Và ở cái phiên bản 2022 này thì hãng người ta đã fix một số các cái lỗi ở những cái phiên bản trước, thì người ta sẽ nâng cấp và người ta sẽ cải tiến những cái phần lỗi ở cái những cái phiên bản trước đó. Về cái mặt hình thức thì hầu như nó sẽ không có gì thay đổi, thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái thay đổi lớn nhất ở đây nó sẽ chính là có mấy cái lỗ nan ở đây, và cái phần tản nhiệt ở đây thì nó đã khác so với phiên bản trước. Thì ở đây thì em thấy họ sơn là màu vàng ở trong này, thì không biết là cái chất liệu này là nó bằng đồng hay là nó bằng nhôm. Như ở phiên bản trước thì hình như là nó bằng nhôm, còn phiên bản này thì người ta đã làm nên nó bằng đồng thì phải. Thì ở đây nó màu vàng đó, nhưng mà nhìn cái chất liệu nó sẽ khác. Còn cái phiên bản trước ấy họ làm thì nhìn cái chất liệu nó khác đó, thì nó chỉ có thế thôi đó. Thì ở đây thì em có cái phiên bản V20 thường này. Thì ở cái phiên bản V20 Laser lần trước ấy, của những năm trước ấy, thì họ sẽ làm như thế này. Nó sẽ không có thêm những cái phần lỗ lỗ ở đây. Đó, đây là cái cách phân biệt của phiên bản cũ và phiên bản mới. Và ở cái phiên bản cũ thì người ta sẽ ghi là X-Line ở đây, V20. Thì phiên bản này thì họ vẫn cứ giữ chữ X và người ta sẽ ghi thêm là cái chữ V20 New đây. Và ở cái phiên bản mới của năm 2022 này thì MB này họ đã ghi là chữ V20. Họ sẽ không ghi chữ X ở đây nữa. Đó, thì hầu như là nó không có gì thay đổi về các cái phần kích thước, thông số kỹ thuật thì không có gì thay đổi, chủ yếu là người ta sẽ fix một số các cái lỗi của những cái phiên bản trước đó. Thì ở cái phiên bản V20 của những năm trước thì V20 Laser của những phiên bản năm trước ấy, thì cái lưới tản cái phần tản nhiệt này nó sẽ là nan kiểu này. Còn phiên bản mới thì các bác có thể nhìn rõ cho em ở đây là họ đã nâng cấp lên nó nhiều nan hơn, và cái chi tiết này là nó bằng đồng các bác nhé, bằng đồng. Ở cái phiên bản trước ấy, thì nó là cái này, thì cái này nó chỉ là cái nan nhôm của cái miếng đế ở phía đằng sau này, nó sẽ được phay CNC nó thành những cái nan như này. Còn ở cái phiên bản này thì người ta sẽ là lắp thêm vào và được cố định bởi hai con ốc này bắt từ trên xuống, cũng như là hai con ốc ở trong nó bắt lên
Đó thì nó chỉ có thế thôi. Và nó em thấy có một cái sự khác biệt khá là lớn ở đây, nó chính là cái phần tản nhiệt của hai MB này, nó có sự khác nhau. Đó. Thì các bác có thể thấy là cái miếng đồng từ cái phần chiplet ở phía trong này nó đã to hơn và nó đã bắt ra tận đây rồi. Đó, đây là cái sự khác biệt, cái sự nâng cấp đáng giá. Còn MV20 thường ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là nó không có. Thì cái phần chiplet ở trong nó sẽ có cái tiết diện của cái miếng đồng nó sẽ nhỏ hơn và được gió làm mát. Thì em này nó sẽ là cái miếng đồng nó to hơn, nó sẽ tản nhiệt tốt hơn, gió nó sẽ làm mát tốt hơn và nó sẽ được nối ra tận cái miếng tản nhiệt ở phía sau này. Đó, thì cái sự khác biệt nó chỉ có thế. Và cái sự nâng cấp thì hình như là nó cũng chỉ có thế thôi. Thì các cái phần thông số kỹ thuật cũng như là nhà máy người ta công bố thì em thấy là nó cũng giống như phiên bản trước thôi. Rồi thì bây giờ là em sẽ test nhanh cho các bác cái phần ánh sáng của cái MV20 thường và MV20 laser qua cái biển em sẽ để ở phía đằng xa kia. Đó, cái biển em sẽ để ở phía đằng xa kia. Thì có nhiều bác hỏi em là nên lựa chọn phiên bản nào giữa hai cái phiên bản này, thì cái mức giá nó chênh lệch với nhau cũng không đáng kể. Thì cái này thì em sẽ không nói ở trên video và em chỉ có cái phần ánh sáng thực tế em sẽ quay cùng một thời điểm, cùng một thời tiết, thì các bác có thể dựa trên video thì các bác có thể tự mình đánh giá và tự mình chấm em nào sẽ phù hợp với những cái chiếc xe thân yêu của mình. Và bây giờ là em sẽ test, thứ nhất là em sẽ test cái phần ánh sáng ở chế độ cốt của MB laser, sau đó là em sẽ test ánh sáng chế độ cốt của MB V20 thường và em sẽ test ánh sáng chế độ pha của em V20 laser cũng như là MV20 thường tại cái bảng kia để cho các bác tiện theo dõi. Và em sẽ có một đoạn test ngoài trời, thì hôm nay cũng khá là may mắn là ở ngoài trời hiện tại đang mưa. Thì có rất nhiều bác có hỏi em là cái mẫu V20 thường và mẫu V20 laser thì khi đi mưa thì cái mẫu nào nó sẽ bám đường hơn. Theo cái nhận định của em ấy, thì hai em này nó cùng một cái dải màu sắc là màu 5500 Kelvin, nhưng em này thì nó sẽ có cái phần laser nó sẽ trợ cho chúng ta ở cái chế độ pha, và cái phần laser đó nó sẽ có cái màu vàng. Thì em nghĩ là khi chúng ta dương pha lên thì cái em này nó sẽ bám đường hơn. Tất nhiên rồi, em này nó sẽ thắng thế hoàn toàn bởi vì nó sẽ là phân khúc cao cấp hơn là cái MV20 thường ở đây. Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái mức chịu chi của các bác nhé. Đó, cái mức chịu chi của các bác ở trong cái tầm giá của hai em này thì bác thấy em nào nó phù hợp, cũng như là cái đồng tiền của mình bỏ ra thì nó sẽ phù hợp với em nào, cái sức chi của mình nó phù hợp với em nào thì các bác đầu tư hai em đó thôi. Về hai cái sản phẩm này cùng một thương hiệu của GTR phân phối ra thì em thấy là nó đều xứng đáng cho chúng ta lắp lên những cái chiếc xe của chúng ta tăng sáng một cách an toàn hiệu quả. Rồi thì bây giờ là em sẽ đi test cái phần ánh sáng và cái biển ở phía đằng xa kia, thì mời các bác cùng chiêm ngưỡng. Rồi thì sau khi là em đã set up xong cái hiện trường thì chúng ta có thể làm cái video test một cách công tâm nhất ở cái phiên bản mới này. Thì ở đây thì em đã set up là 2MB này cùng đứng trên một cái vị trí, cùng trên một cái độ cao và cùng một cái độ xa ở điều kiện quay hoàn toàn là giống nhau. Thì bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng của MB V20 New Laser ở đây trước. Và bây giờ là em sẽ cho các bác thấy là cái biển em để ở phía đằng xa kia. Đó, cái biển em để ở phía đằng xa kia thì các bác có thể thấy là ở trên cái biển kia thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ có những cái đường cao và đường thấp, cũng như là cái đường xéo. Thì ở cái bảng kia là em làm nó tương đối là tiêu chuẩn so với lại cái phần ánh sáng thực tế của các cái mẫu bi trên thị trường khi mà nó soi cái biển đó ở cùng một cái cự ly cố định. Thì ở đây thì trước khi em đặt cái biển kia xuống cái mặt nền kia thì em đã cân bằng máy để sao cho cái mặt phẳng của cái biển kia cũng như là cái mặt nền nó thật là tuyệt đối nhất có thể. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau test cái phần ánh sáng của cái MB V20 Laser New phiên bản 2022 ở đây. Đó, thì ở đây là em đã set up là cái phần ánh sáng ở vùng trung tâm của cái MB này, khi mà nó soi xuống cái biển kia thì nó sẽ cái đường xéo nó sẽ ăn khớp vào cái đường xéo trên cái biển cũng như là cái đường trên và đường dưới của cái biển kia. Đó, thì các bác có thể thấy là cái phần trung tâm của cái phần ánh sáng của MB V20 Laser phiên bản 2022 này nó khá là mạnh, và ở giữa phần chính tâm của cái đường xéo đó nó sẽ có một cái màu hồng hồng đỏ đỏ, nói chung là màu bảy sắc cầu vồng. Thì có nhiều bác có hỏi em là cái bi của các bác khi mà soi xa thì các bác không thấy cái màu đấy, mà khi soi gần thì nó có cái màu đấy, thì cái liệu cái bi đó nó có ảnh hưởng gì không? Thì xin thưa với các bác là cái bi của các bác nó hoàn toàn bình thường. Thì đây nó là cái đặc điểm chung của tất cả các cái loại bi, dù đắt dù rẻ, dù có chợ pha bằng laser hay là không có chợ pha laser, thì cứ là có chợ pha thì nó sẽ có cái màu bảy sắc cầu vồng ở cái phần trung tâm khi chúng ta soi gần. Còn tất nhiên là soi xa thì cái màu đó nó sẽ không thể hiện lên. Và các bác có thể thấy là ở hai phần hai bên này nó sẽ có phần màu tím. Rồi thì ở đây nó sẽ là phần chế độ cốt của cái MB V20 Laser New ở đây. Và bây giờ là em sẽ dương pha lên. Đó, thì các bác có thể là thấy là cái khi mà chúng ta dương pha lên thì cái đường cắt nó đã không còn nữa, và thay vào đó thì nó sẽ là một cái vùng ánh sáng rộng tỏa ra. Và ở cái phần trung tâm ở trên cái bảng kia thì các bác có thể thấy là nó sẽ có một cái quả cầu trắng xóa lên, nó là rất là đậm. Về cái phần ánh sáng của chế độ pha của MB này nó khá là ok, nó cực kỳ là đậm. Và các bác có thể nhìn thấy là nó sẽ có cái màu vàng vàng ở phía bên trên, đúng không ạ? Cái màu vàng vàng ở phía bên trên đó nó chính là cái phần laser khi mà nó được soi ở cái biển kia. Đó, đây là chế độ cốt ạ. Pha, cốt, pha.
Ở chế độ pha này nó sẽ là 60W các bác nhé. Ở chế độ cốt thì nó sẽ là 55W đó. Thì khi chúng ta kích pha lên như thế này thì nó sẽ có thêm một chip LED nữa để nó đẩy ánh sáng pha, và đồng thời là nó sẽ mở thêm chế độ laser để nó đưa cái phần ánh sáng nó đi xa hơn, mạnh hơn. Và cái phần ánh sáng của chế độ laser này thì nó sẽ thể hiện tốt nhất là khi chúng ta đi ở những cái vùng thời tiết cực đoan, ví dụ như sương mù và mưa dày đặc, thì chúng ta sẽ nhìn rõ những cái phần tia laser ở đây. Còn ở trong điều kiện bình thường này chúng ta sẽ khó thể nhận biết được cái bi nào là bi có laser và bi nào là bi không có laser. Thì nếu như ở trên cái bảng test này cùng một vị trí này các bác tinh mắt thì các bác sẽ nhìn thấy cái điểm khác nhau. Rồi thì bây giờ là em sẽ sang cái MV V20 thì các bác có thể theo dõi cái phần ánh sáng thực tế của cái MV20 này với lại MV20 laser thì nó sẽ có cái sự khác biệt nhiều hay không. Bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng của chế độ cốt của MV V20 phiên bản 2022. Đó thì các bác có thể thấy là cái phần ánh sáng ở phía bên tay trái em đây thì nó chính là cái phần ánh sáng thể hiện của MV V20 new. Đây thì em quay dưới đây cho các bác tiện theo dõi. Đó thì vừa lấy em test bên này màu vàng là V20 laser, bên này là V20 thường. Thì em sẽ nói là thường với laser cho nó nhanh, nói new nhiều quá. Đó thì các bác có thể thấy là ở cái phần ánh sáng của chế độ cốt của MV20 thường và MV20 laser thì hầu như không có cái điều gì là có sự khác biệt. Thì các bác có thể thấy là ở cái đường cắt cao thấp cũng như là cái đường xéo nó cũng đều là tương tự nhau. Đó thì ở cái biển này em làm nó cực kỳ là khớp với lại những cái phần ánh sáng khi mà test như này. Thì khi chúng ta lắp đặt lên những cái chiếc xe của chúng ta nó có cái đường cắt như thế này thì chúng ta lắp lên chiếc xe chúng ta, chúng ta căn cực kỳ là dễ các bác nhé, cực kỳ là dễ. Rồi thì bây giờ là ở chế độ cốt thì nó sẽ là như này, và bây giờ là chúng ta sẽ set sang chế độ pha thì nó sẽ có cái điều gì khác biệt nhau nhiều hay không. Thì ở đây thì em chỉ set là cái đường cắt cũng như là chế độ pha, còn em sẽ không set cái phần chân ánh sáng. Thì ở đây là do cái nền ở đây thì các bác có thể nhìn thấy là cái chân ánh sáng nó ngay đây rồi. Thì đã có khá nhiều các cái video quay chi tiết về cái phần ánh sáng của những MB này rồi thì nó quá là bình thường rồi, thì chúng ta sẽ không set đến nó nữa. Thì bây giờ là chúng ta chỉ set cái phần chợ pha của em laser cũng như là chợ pha của em bi thường thì nó có gì khác biệt hay không. Đó thì ở đây sẽ chính là cái phần chợ pha, cũng hay còn gọi là chế độ pha của cái MV V20 ở đây. Thì các bác có thể theo dõi cho em là lúc trước thì em test MV20 laser và bây giờ là MV20 thường. Thì các bác có thể để ý cho em là cái phần ánh sáng khi mà bật chế độ pha thì nó hầu như là không có sự khác biệt nhau nhiều lắm, đúng không ạ? Thì các bác có thể thấy là cái phần ánh sáng của nó khá là gom, nó khá là đẹp. Nhưng ở cái phần MV20 thường ở đây thì cái phần trung tâm của ánh sáng nó lại nhỏ và cái phần tản ánh sáng ở phía hai bên thì nó lại to hơn là MV20 laser. Thì điều này cho thấy là cái MV20 thường này nó sẽ có cái chế độ pha nó sẽ rộng hơn MV20 laser một xíu, nhưng chính vì nó rộng cho nên là cái độ đậm khi mà soi trước mặt đường thì nó sẽ không đảm bảo bằng MV20 laser. Đây là điều đương nhiên. Và thua thiệt của MV20 thường này nó chính là nó không có cái tia laser để nó làm đậm cái phần trung tâm của chế độ pha ở đây. Đó thì bây giờ là em sẽ test ở chế độ cốt này, pha cốt pha đó, thời gian nhấp nhả màn chập thì hai bi nó tương tự nhau. Đó thì các bác có thể là phân biệt được cái độ đậm ở chế độ pha ở đây thì hầu như là ở cái điều kiện bình thường với cái quan sát bình thường khi chúng ta lắp lên xe thì hầu như chúng ta sẽ không phân biệt được đâu là bi V20 thường và đâu là bi V20 laser. Chỉ có khi chúng ta đi ở những cái vùng thời tiết cực đoan thì chúng ta sẽ dễ phát hiện hơn. Và những bác nào mà đã trải nghiệm nhiều các loại bi rồi cũng như là đã trải nghiệm bi V20 và bi V20 laser rồi thì các bác sẽ có cái sự nhận định được, đoán được đâu là bi thường và đâu là bi laser. Còn ở các cái điều kiện bình thường thì chưa va chạm vào hai MB này thì hầu như sẽ không phân biệt được. Đây là cái phần giải thích của em. Thì cái phần giải thích này nó sẽ phù hợp với cái mức đầu tư của bác. Các bác muốn cao cấp, muốn sang, muốn xịn thì chơi V20 laser. Các bác muốn ánh sáng tốt, đảm bảo cũng như là về độ bền cũng như phần ánh sáng nó ok và đặc biệt là cái giá thành nó hợp lý thì các bác sẽ lựa chọn là V20 thường. Rồi thì bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng chế độ pha khi mà soi ở cái điều kiện ở ngoài đường cùng một cái điều kiện thời tiết là mưa để xem cái phần ánh sáng nó có gì khác biệt hay không. Còn lựa chọn của các bác thì như thế nào thì các bác có thể comment xuống cái phần bình luận ở bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận về cái MB V20 và V20 laser ở đây. Đó thì ở đây thì em sẽ quay cận cảnh cho các bác tiện theo dõi tham khảo. Đó, không có cái điều gì là khác nhau cả. Nói chung là hai anh em này thì nó gần như là song sinh rồi. Rồi cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.